vàng của 4 số 9 bán ra là 5,5 triệu, mua vào là 5,370,000. Vàng 610 bán ra là 3,660,000 một chỉ, mua vào 3,360,000 một chỉ. Cho quý khách coi những cái mẫu nhẫn nam mới. Mẫu nhẫn nam gọn, hạt mặt vuông. Mẫu trên tay của em hiện giờ là đang 3,44. Mẫu này tầm trên 12 triệu. Nó kết hợp với chữ lộc và chữ phước. Mẫu rồng chạm nổi ha. Mạng hơi yếu cho nên nó hơi mờ một xíu. Mẫu rồng này em về ni rất là lớn ha, ni 26 và 27. Ni lớn luôn, mấy anh tay to có thể mang được nha. Có hai loại mẫu, đó là mẫu có hai loại mẫu rồng. Đây em đưa lại gần cho anh chị so sánh. Mẫu rồng này cũng có là ni lớn luôn. 3,26, tầm 3,00 trở lên. Mẫu chữ phúc. Mẫu nhẫn chữ phúc và mẫu nhẫn chữ tài lộc của nam. Mẫu nhẫn chữ tài lộc hai bên này khác hai con kỳ lân nha. Cạnh đó thì em cũng có về một số mẫu nhẫn nam mỏng. Đây là chữ phúc và chữ lộc. Mẫu nhẫn này em về ni 17 có khoảng hơn 1,5 triệu thôi. Toàn bộ là nhẫn đúc nha, nhẫn đúc lưới. Nhẫn hột. Nhẫn hột 1,77, ni 15, có ni nhỏ, ni lớn. Đầy đủ ni luôn, tay nhỏ tay lớn gì cũng có, ni này ni 18. Trọng lượng của nó tầm 1,99, 1,77, nó hơi mờ ha. Mạng ở đây nó hôm nay nó chập chờn một xíu. Nhẫn nam hạt. Nhẫn chữ phúc mặt tròn. Phúc mặt vuông. Nhẫn mẫu nam hạt mỏng nhỏ. Nhẫn em đang cầm trên tay tầm cỡ hơn 6,000,000, 7,000,000. Cũng có loại 5,000,000 nữa. Một số nhẫn nữ màu mẫu mới. Nhẫn em đang cầm trên tay tầm cỡ 2,00 chỉ. Em về màu xanh và màu hồng. Này mang tay rất là sang nha. Nó ôm tay. Nhẫn hoa hạt đỏ. Nhẫn em đang cầm là ni lớn, ni 18. Nhẫn hạt màu dành cho người lớn ha. Hạt màu đỏ, hạt màu xanh. Không có quá nhiều những chi tiết rườm rà. Về rất là nhiều mẫu cho mình lựa chọn ha. Hạt này là hạt bao xung quanh luôn, không phải là hạt chấu nha, nên nó khó rớt luôn. Hạt màu đen.
màu đen sang trọng. Hoa xanh. Những loại nhẫn hạt màu nhỏ trẻ trung. Có vòng tay phong thủy nha chị Nhung ơi, chị Cẩm Nhung. Vòng tay phong thủy có vòng bằng y và bằng tay luôn nha. Chị muốn xem màu gì? Chị Nhung hợp với màu nào ta? Đây là những loại nhẫn dành cho người lớn tuổi nha. Nhẫn mặt đá nhỏ thôi, mặt đá bọc. Nhẫn hạt trắng, em về những loại nhẫn hôm bữa là em về những cái loại nhẫn hoa sen hạt lớn thôi, hạt cao, còn hôm nay em về đi nhỏ, hạt nhỏ nha. Nhẫn này của mình 4 phân 9 đến 5 phân thôi. Hạt nhẫn này mang rất là dễ thương nha, nhẫn kiểu hoa sen. Nhẫn Chanel. Chanel lớn, Chanel nhỏ ha. Nhẫn em đang cầm trên tay là ni 18 và ni 14. Nhẫn này mang ôm tay mà không có bị vướng. Nhẫn chữ H. Tiếp tục về những chữ H nhỏ. Ni số 10 và ni số 16. Nhẫn đi kèm với lắc lật. Nhẫn đi kèm với lắc lật mang ngón trỏ với ngón áp út ha. Nhẫn chữ D mình không có bạn ơi, chỉ có mặt dây chuyền có chữ D thôi. Mặt dây chuyền mình có chữ D nha. Nhẫn cái dạng móc nối nè. Móc nối đợt này mình về ni lớn nha. Ni 12. Những cái màu